Trên một số tuyến phố quanh khu vực Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội đang trong tình trạng bị đổ trộm rác thải, chiếm dụng vỉa hè làm nơi đỗ xe ô tô. Đủ các loại phế thải với số lượng lớn, ngày đêm bốc mùi xú uế, gây ảnh hưởng tới môi trường và mất mỹ quan đô thị. Theo ghi nhận của phóng viên, tại phố Linh Đường, phường Hoàng Liệt, cạnh Hồ Linh Đàm, nhiều đống chất thải lớn với đủ các loại rác bị đổ trộm tại đây, từ phế liệu xây dựng cho đến các loại rác thải như bã mía, vỏ dừa, thậm chí là những tấm kính sắc nhọn gây nguy hiểm cho người đi đường. Ngay cả những vật tư y tế, que test COVID-19 cũng bị vứt ra đây. Nguy hiểm hơn là những mẫu xét nghiệm máu này nằm ngay trên vỉa hè, khiến người đi đường phải khiếp sợ. Nhiều hôm em đi học qua đây thì em thấy người ta đổ rác xong rồi đốt rác thải đây, kiểu gây là gây ô nhiễm môi trường. Mặc dù có biển cấm nhưng rác thải vẫn được đổ tràn lan tại đây. Vỉa hè tại đây nhiều đoạn đã bong chóc, vỡ vụn gạch lát, nhiều lều lán mọc lên quanh khu vực bờ hồ, nhiều xe ô tô đậu kín vỉa hè, thậm chí xe đỗ cả xuống lòng đường. Theo người dân, tình trạng này kéo dài đã lâu. Hay đi qua đây và em thấy tình trạng rác thải ở đây khá là nghiêm trọng và gây ảnh hưởng đến môi trường và khiến cho ảnh hưởng đến người dân, nhà người dân không ít. Em mong rằng là chính quyền địa phương có thể chung tay góp sạch bảo vệ môi trường ở xung quanh nơi đây để ai cũng có không khí trong lành để thở ạ.